chết con quái. Bắt đầu đấy. Thôi báo cáo cô các bạn này nhá. Năm nay kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của chúng ta, ôn lại chặng đường ở trường Sơn Trung Ý. Hôm nay kỷ niệm 50 năm, thay mặt bản hội là có cái chén rượu. Trước hết là chúc sức khỏe với nhà con các bà, thang như là những năm tiếp theo anh em chị em mình còn như là gặp nhau mãi mãi, gia đình như là chúc gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng. Nào xin mời các bà. Cháu thì quá bình thường, con bé này cũng không
đám cho cô cháu ở đây.